Nếu như các bạn đi quốc lộ 4C á, các bạn nên đi vào ban ngày nha các bạn. Mình đã có kinh nghiệm rất là xương máu đi đêm rồi. Thì hôm bữa đã chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn lao vô ổ gà khi mà không kịp rồi. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách né ổ gà khi mà lao tới độ cao. Là check map là ở đây có 4 cây xăng, là hết 2 cây xăng đóng cửa. Và nãy giờ chạy khoảng 165 cây rồi mà chưa có xăng. Ngủ 2 tiếng say quá các bạn. Nằm xuống cái ngủ luôn, Đứa nào vậy đó? Không biết là bóng tỏi, không biết cái đứa nào đi tu với mình á. Ngày xưa có phản nàn với mình đó là: anh ơi, mốt anh đi á, anh đi tu á, anh dặn mấy bạn đó là tới lúc mà nghỉ trưa á, đừng bóng tỏi. Tại vì á, bóng tỏi mọi người cũng không có được. Mà em thấy bạn kia bóng tỏi trong suốt cái giờ nghỉ luôn. Xong cái đi cái phản ứng nguy hiểm. Nên giờ mình cũng không cần phải dặn làm gì hết. Cứ ép cho mấy bạn tới, ép cho mấy bạn tới cái cục, là tự nhiên mấy bạn vô, không ai nói ai, không ai dặn ai, là phải tự đi ngủ thôi. Mình thách mấy bạn phải ngồi bóc thoại luôn á, hãy như mình. Vậy là sức chứa ở đây được gần 30 người, lần sau đi 30 người. Hơi độc quá. Tính cho mọi người đã quanh vòng. Ok, chinh chiến tiếp tục anh em ơi. Ngủ 2 tiếng đồng hồ, cà phê nửa tiếng đồng hồ, 2 tiếng rưỡi. Hồi đoạn đầu chạy nhanh cũng chỉ để cho cái phút giây này thôi đó các bạn. Nếu như các bạn đi quốc lộ 4C á, các bạn nên đi vào ban ngày nha các bạn. Mình đã có kinh nghiệm xương máu. Kinh nghiệm rất là xương máu đi đêm rồi. Từ Măng Đen mình đổ về bằng quốc lộ 4C nè. Bắt đầu tụi mình bắt đầu đi vào 9 giờ sáng á. Giờ tới nhà là 7 giờ sáng hôm sau. Đi đêm ở trong này thứ nhất là không đi nhanh được. Thứ hai á, là cái đường nó khó đoán á, đi rất là nguy hiểm. Các bạn đang lao vun vút khoảng 70-80 GPS. Xong cái tự nhiên ổ gà xuất hiện. Mà các bạn sẽ không thấy được cái ổ gà nha. Cái ổ gà đây nó làm sao á. Giống như là khi có ổ gà rồi á, là người ta cứ đi á, người ta cứ thụi vô nó nhiều á, ra nó bị lún xuống. Thành ra một cái ổ gà mà nó bị lún xuống á, mà nó vậy nè, xong có nó xuống như nè, xong vậy nè, thì đèn nó chiếu tới cả ban ngày luôn nha các bạn, cả ban ngày luôn. Thì các bạn tới đó rồi các bạn mới thấy, chứ các bạn sẽ không có nhìn, dù đứng đây là nhìn từ xa là thấy con gà không có đâu. Cái ổ gà này nó khốn nạn lắm, các bạn tới đó rồi các bạn mới thấy. Mình đã thuần thục cái kỹ năng là nhìn xa, nhìn chung và nhìn gần. Nghĩa là mình nhìn xa trước, mình thấy cái đường nó ok rồi, mình sẽ nhìn tầm trung để mình đi. Sau đó mình ví dụ mình thấy cái ổ gà, mình thấy cái điểm cần né là mình focus vào nó luôn. Mình dính con mắt của mình vào đó luôn. Để mình tới đó mình còn lách cho nó kịp. Ví dụ tới ổ gà nè, đó lách ra nè. Đó, thì khi các bạn lách ổ gà á, thì hôm bữa đã chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn lao vô ổ gà khi mà không kịp rồi. Các bạn chưa xem thì có thể xem lại cái đoạn này. Nó sẽ có 3 cách để các bạn xử lý cái tình huống khi mà gặp ổ gà. Còn bạn nào đã biết rồi thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách né ổ gà khi mà lao tới độ cao, nhưng mà các bạn có cái kỹ năng là nhìn xa, nhìn chung và nhìn gần. Thì các bạn sẽ gặp ổ gà lúc ở tầm trung, có nghĩa là từ đây đi xa ra kia. Rồi các bạn thấy ổ gà thì các bạn né từ trước thì được, ok. Còn có những cái ổ gà các bạn tới gần đó các bạn mới thấy, thì các bạn sẽ không có né theo cái kiểu là ép ra như này xong rồi ép vô như này. Không có, mình sẽ đẩy cái tay nha các bạn. Thì đẩy hướng nào xe sẽ đi hướng đó nha. Mình sẽ gặp cái ổ gà xong rồi mình né bằng cách là đẩy tay. Mình đẩy qua phải qua trái hoặc là qua trái qua phải, tùy coi là cái ổ gà của mình nó nằm ở đâu trước. Mình sẽ gặp nó ở bên trái hay là bên phải trước. Tại vì cái xe của bạn lúc mà nó đang lao vun vút á, các bạn không có lái xe bình thường được đâu. Tại vì một cái cú đẩy nhẹ các bạn thôi là nó phải nhiều lắm. Tại vì cái xe của mình đó là xe của bắp, xe không có công nghệ gì hết. Cái xe được sinh ra không phải là hỗ trợ 100% cho tôi. Thì các bạn sẽ phải cần nhiều kỹ năng hơn để mình xử lý ha. Để coi, kiếm cái ổ gà coi. Đây, ví dụ đang lao tới nè. Rồi gặp ổ gà nè, đánh cái tay qua đây cái, đó. Tập cái này cho nó thuần thục luôn, là mình sẽ né ổ gà bằng cách là đẩy cái tay. Ví dụ như là mình muốn qua bên phải, thì mình sẽ đẩy cái tay qua bên phải, đó. Mình không có kéo quy đông về mình, mà mình sẽ đẩy ở cái tay ngược bên kia. Ha, ví dụ qua trái nè, qua trái thì mình sẽ đẩy bên trái cái nè. Đẩy bên trái cái là nó qua. Đẩy bên phải cái là nó qua, đó. Chứ không có kéo cái xe đi nha, mình không có kéo cái xe đi.
mà mình sẽ đẩy cái ghi đông thì nó sẽ qua rất là nhanh. Các bạn đang đi á, nếu các bạn đã xem cái đoạn này rồi á, các bạn kiếm cái đoạn đường nào mà nó trống á, các bạn đi tour á, rồi các bạn thử nghiệm cái đó đi, nó rất là hiệu quả luôn các bạn. Đẩy chéo đi. Ô, bỏ gác. Thì khi các bạn đẩy tay á, nó sẽ tạo ra cho các bạn một cái phản xạ là mình không có bị hoảng các bạn, mình không có chụp chẹt kéo vậy, không có kiểu đó, mà mình sẽ phản ứng cái tình huống ổ gà trước mặt á, nó rất là nhanh luôn và rất là hiệu quả, không có bị hoảng hốt trong mọi trường hợp mà các bạn xử lý tình huống một cách bình tĩnh và biết mình nên xử lý như thế nào á, thì các bạn sẽ xử lý nhanh hơn, kịp thời hơn và nó an toàn hơn, nghĩa là mình luôn ở trong trạng thái chủ động á, đẩy nó thì nó sẽ rất là nhanh. Còn các bạn mà ôm cua qua ôm cua lại á, thì nó sẽ bị lâu, thì nó chỉ cần nửa nhịp thôi chứ không cần một nhịp đâu, chậm chạp chút thôi là nó nguy hiểm rồi. Thì ra bạn phải thuần thục những cái thói quen tốt ha, ví dụ như thói quen mình chia sẻ với các bạn đó là nhìn xa, nhìn chung, nhìn gần. Dành cho các bạn chưa biết thì giờ mình sẽ tạm dừng cái video để mình chia sẻ ha, ví dụ nha. Bây giờ đang này đi, nhìn xa thì mình sẽ nhìn trước cô rồi, trước cô nó ok rồi mình sẽ nhìn tầm trung để coi mình tìm cái ổ gà, mình tìm cái chỗ mình né thử coi. Nếu mà không có cái chỗ này né nữa rồi, mình nhìn chung mình đi luôn, mình nhìn tầm trung mình chạy luôn. Đó, nhìn ở đây. Đó, nhìn đây chạy luôn. Đó, nhìn đây chạy luôn. Tại vì ở đỉnh kia đâu còn thấy gì nữa đâu. Ở cái tầm xa nhất của mình không thấy gì nữa đó. Thì nó đang có dốc lên mà. Thì đó mình sẽ nhìn tầm trung mình đi luôn. Rồi, tới đây mình thấy được xa hơn nè, rồi mình nhìn ở đỉnh cua. Để đi cua rồi, ok an toàn rồi, nhìn tầm trung. Đó, rồi. Tầm trung ok rồi. Rồi nhìn tuốt kia. Focus theo dọc đường có gì không? Không có gì rồi, nhìn tập trung tiếp. Đây nó có cái chỗ gà cần né nè, đó, lách qua nhẹ xíu. Rồi lách vô, lách qua, đó đi tiếp. Rồi nhìn ở đỉnh cô tuốt ở bên kia, không thấy gì hết, không thấy cái gì mà còn là cần phải để ý. Thì rồi nhìn tập trung đi tiếp nè. Tại vì giờ xa hơn nữa đâu có thấy gì đâu. Xa hơn nữa là cái dốc lên rồi, không thấy gì nữa hết thì không nhìn nữa. Nhìn tập trung mới đi thôi. Rồi nhìn ở đỉnh cô nha. Đỉnh cô là nghĩa là nhìn ở cái đường mà mình không thấy được nữa. Nhìn ở đó, để mà mình ôm cô. Nhìn ở đó xong nhớ nhìn dưới mặt đường nha. Để coi có ấu gà không biết né nè. Ở đây nè, đó nhìn đỉnh cô. Đó, nhìn đỉnh bên này. An toàn là nhìn đỉnh cô nha. Đó, đưa cái đầu ra, đánh cái đầu qua, nhìn. Đừng có liếc mắt. Quay cái đầu qua vậy luôn nè. Quay thẳng cái đầu qua đi nhìn luôn. Rồi, nhìn ở đỉnh nè. Nè, đá ấu gà nè. Đi tầm chạm lại nè, trả số. Trả số không lên ga cũng không bóp thắng, không đạp thắng. Trả số mà tốc độ nó đang an toàn đó các bạn, trả số nữa bạn cua nhẹ luôn. Không có làm gì nữa hết á, không có tăng tốc cũng không có giảm tốc. Thì tốc độ nó đang tốc độ mà an toàn mà thì tăng tốc giảm tốc làm gì. Rồi tới đây đó nhìn tuốt kia, không thấy có cái gì nguy hiểm hết. Đó từ xa ở đằng xa rồi các bạn focus gần lại rồi ở đây tầm trung đi. Đi tiếp. Bây giờ không có gì mình cần phải lưu ý, mình sẽ nhìn tầm trung để mình đi. Đó, nhìn tầm trung đi. Rồi tới đây là thấy xa hơn được nữa là nhìn đánh mắt xa ra. Đánh mắt xa ra ở đỉnh cua luôn, ở đỉnh. Rồi tuốt kia thấy không có gì nguy hiểm rồi, focus mắt gần lại rồi, tập trung đi tiếp. Đó, có nghĩa là nguyên cái hành trình các bạn cứ mắt xa rồi chung rồi xa rồi chung rồi xa rồi chung. Xa là tới cái đỉnh mà mình không thấy được nữa, hoặc là tới cái tầm mà con mắt mình nó không có nhìn thấy được cái gì nữa hết. Thì mình đó là điểm xa nhất của mình. Rồi, ở đây mình xa hơn là mình thấy được cái bãi đá nè. Rồi nhìn tập trung nè. Ở đây có ổ gà không? Không có nè. Rồi focus vô cái bãi đá đó luôn. Focus vô cái chỗ xấu này luôn. Rồi không thấy gì hết thì cứ chạy qua nó thôi. Đó, tập cho mình một cái thói quen á, cái tầm nhìn của mình nó rất quan trọng luôn. Trong đi tour á, mình không biết các bạn nghĩ cái gì là quan trọng. Nhưng với mình á, mình nhìn trước được cái vấn đề á thì mình sẽ dễ dàng mình xử lý nó hơn. Mình không phải tới đó mình bắt đầu mới xử lý. Dù mình không bao giờ mình nhìn ở một góc này đó, mình lúc nào phải nhìn xa ra. Mình nhìn xa thì mình mới xử lý được. Ví dụ các bạn chạy nhanh, các bạn nhìn có điểm dừng à, tới đó các bạn mới thấy là nó có cái đá dầm, các bạn thắng cái trượt bánh, các bạn thắng gấp quá nó trượt bánh. Nhưng nếu các bạn nhìn xa hơn, các bạn thấy à cái chỗ này nè, đây là cái mối nguy sắp có nè, đời sắp tới nó sẽ có đá dầm nè, cái đường nó hơi xấu nè, có cái ổ gà nè, và xác suất nó có ổ gà cao. Ví dụ như các bạn nhìn xa, các bạn không có định hình được là nó phải là ổ gà hay không, thì các bạn phải mặc định nó là ổ gà để làm sao để các bạn dừng giảm tốc trước khi các bạn gặp cái tình huống xấu đó, chứ không phải là các bạn chắc chắn 100% nó là ổ gà thì các bạn mới giảm tốc. Bây giờ mình nhìn xa ra, à cái điểm này nè, nhìn cái đường nó hơi xấu nè, nhìn nó không có bằng phẳng nè, chắc chắn 100% nó không phải là đường rất đẹp, thì mình sẽ bắt đầu giảm tốc từ trước luôn. Mùa thu lá bay.
đó, tại vì mình review lại cái con mắt của mình, thành ra là nó chậm, nhưng mà thực tế là khi mà mình trở thành một thói quen á là mình nhìn xa ra, xong cái là mình nhìn tầm trung luôn, con mắt mình nó cứ lên xuống về hoài á, thì nó không có bị buồn ngủ các bạn. Cái hướng nhìn của mình thì mình sẽ đỡ bị nhàm chán hơn và nó đỡ buồn ngủ. Thì đỡ không nhàm chán thì có nghĩa là không bị chán thì sẽ không buồn ngủ. Nên mình nhìn xa mà mình thấy cái gì là mình thắng luôn, mình giảm tốc luôn, mình tạm giảm về tốc độ an toàn. Ví dụ như là ổ gà lớn thì mình đã về tốc độ an toàn rồi, tới đó mình giảm thêm cái nữa mình vượt qua ổ gà rất là nhẹ nhàng. Còn nhìn gần quá, ví dụ nhìn gần đây quá đằng kia mà nó có nguyên cục đá to, tới đó mới thấy thắng gấp là tụt, nên mình không có trông có thấy chủ động được. Tại vì không có học trường lớp sư phạm gì ra đó, cho nên là nói nó hơi lanh quanh lẫn quẩn, nhưng mà mình nghĩ là mình đã chia sẻ rất là sát nghĩa rồi. Hy vọng các bạn an toàn hơn trên những chuyến đi bằng với cái kinh nghiệm mình mới chia sẻ ha. Các bạn cứ tập luyện những cái mình mới chia sẻ với các bạn ở nhiêu đó hay là đủ để các bạn chinh chiến. Ở đường này quá xấu rồi, bắt đầu giảm luôn, giảm tốc và nhìn lại từ từ đó, cho mắt đi từ từ. Và nhìn xa đâu mới thấy được cái bãi đá như thế này, vô đây đâu bắt đầu không đoán được nữa rồi, đi từ từ thôi, có vấn đề gì đâu. Ở tới đây thì mình biết là đi đoạn giữa này là ngon nè, xong đánh qua bên kia luôn đó. Đó, ok ha, cứ thế mà áp dụng nha. Ok, chia sẻ nhiều rồi, giờ mình tranh thủ mình đi luôn chứ nãy ngủ nhiều quá. Ráng chạy trước lên trên kia cho mọi người đổ xăng các kiểu, rồi mình cũng sẽ chạy lên luôn, chạy lên để đặt đồ ăn cho mọi người. Bữa quên luôn cái số điện thoại của cái điểm dừng chân kia, lưu Google Map mà quên luôn số điện thoại của bà đó. Có số điện thoại thì đặt trước đỡ hơn. Ọp rất nhẹ. Nhẹ mà. Nhẹ mà, đâu có gì đâu khó khăn. Thế là đi buổi sáng, đi tối là tôi khỏi né luôn. Thì thật tôi anh đi tối đi về đó, anh đã trải nghiệm rồi cho nên thấy cái đường này easy lắm. Phải ngủ một giấc rồi mới đi vô đây, mình phản xạ nó kịp. Chứ còn mà trong cái tình trạng lờ đờ á, đi vô đây á, gặp mấy con gà mình phản ứng không kịp là chết. Ai chưa tỉnh thì cứ lau ổ gà rồi tỉnh thôi. Bên đây là Campuchia không? Đúng rồi, bên đó là Campuchia. Để hỏi cà khịa coi. Bạn ơi, sao bạn chạy chậm vậy? Đã kêu là ngắm cảnh xem hoa rồi. À, ngắm cảnh xem hoa hả? À, ra là ngắm cảnh xem hoa đúng không? Rebel đâu? Vừa ngắm cảnh vừa xem hoa vừa hút thuốc. Đi em ơi. Đường 6 cẩn thận nha. Đường 6 cẩn thận nha. Hôm bữa là mình đi với mấy anh Netto á, cái này khoảng 1-2 tháng trước á, là cái cây này nó mới vừa nhú rồi các bạn. Hôm bữa cái khúc này mình đi qua á, là nó nâu luôn các bạn. Nó không có xanh như này đâu, toàn là cát không chứ cát. Cát đất, không có cái cây nào hết. Giờ là có cây rồi. Bây giờ nó nhú to hơn rồi, nó bự rồi. Giờ là gọi là tuổi thiếu niên rồi, chưa chín mùi thôi, chưa hái được thôi. Cánh đồng này mà nó xanh lên một cái hả, nhìn phê đét luôn á. À, nhưng mà nói á, mình đi cái đường này á, chưa bao giờ mình thấy mưa nha các bạn. Chưa bao giờ dính mưa nha. Không biết ở đây nó có mưa không ta. Ở đây mưa là đi là khóc thét luôn. Có đợt đi về á, là nó bị dính một cái cơn bão á, là mưa ơi là mưa luôn. Đi trượt tới công chuyện luôn. Nhưng mà vô tới đây thì lại không mưa.
95 đầy bình anh. Ai đổ xong chạy trước nha. Đổ xong chạy trước luôn. Đổ xong chạy trước luôn. Đứng ở đây chờ, đứng ở đây chờ, đứng ở đây chờ. Ăn cơm hả? À, 19 người. À. Trời ơi, còn bữa không có lưu số. Có lưu địa điểm chứ không có lưu số. Rồi vô để anh ngoài cho, dựng xe gọn vô. Để cái xe anh ở ngoài là tự mọi người biết à. Ô, con trẻ tôi hay chạy đường này lúc 11 giờ đó. Mới xíu mà than rồi. Tôi đầu năm thì chết rồi. Nhà chứng tỏ mấy này không còn vlog rồi. Có, đầy đủ gì anh khoe đành đẹp không mà, đành xấu thì giấu. Nhưng mà bà nhớ tôi không? Ba bốn một bốn người ba bốn thẻ một trăm cả bòn nước nè còn sớm là 40,000 người về 40,000 người ghẻ vậy 50 chứ quên không quên 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 tịnh mà tâm gì ông kia là 900 ra cho 800 đi ha tịnh tâm gì ông kia 40,000 ngay thì bà tính sao mốt mà tôi ghé lại đó 20 người đó 80,000 là 120 à chiều 2 thiệt không biết muốn tính sao đó mà vừa có lời mà lần sau tôi vẫn ghé thì tính có tiệm gạo luôn mình đi nhà kéo lên rồi cái tính đó là tính à, 1,250,000 thiệt 1,250 đúng không 2, rồi ngực ngọt ngực cô thiệt cô bán tâm diệt không phải ngực cả năm lì xì đầu năm lì xì đầu năm chưa lên 3. Em lại chỉ mình tiền được quỹ này tao mới bo 50 mày không quay mày không bao giờ bận cạo được giờ lần sau đi sẽ gọi trước rồi rồi ok ok họ còn cái tấm không có đây bên cục nha có mí mẹ mí có còn cái tấm không em ơi nhà bà chủ ơi tháng sau gặp lại ok
đây đã có bảng stop ta. À, kiểm soát liên ngành. Luôn cái dự phòng một cây xăng tới đó rồi mà nó không có xăng, cây thật mà đóng cửa luôn. Oh. Yo. Mà đóng cửa là thế nào cũng có người dắt bộ à. Là chết máp là ở đây có 4 cây xăng, là hết 2 cây xăng đóng cửa. Bây giờ lên cây này không có là phải bọc ngược lại, đi quẹo vô trong kia một chút xíu nữa. Đấy, đi tù tết cực quá. Một bài học xương máu. Mấy trường hợp này mà lỡ mà nó hết, nó không mở cửa thật là đuối hết luôn. Nãy giờ chạy khoảng 165 cây rồi mà chưa có xăng.